kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Góc nhìn của Ban chỉnh đối ngoại VTV4 Đài truyền Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã bước sang năm mới 2017 với rất nhiều kỳ vọng. Còn với nền kinh tế Việt Nam thì năm 2017 hứa hẹn nhiều cơ hội để bứt phá với rất nhiều các hiệp định hợp tác sẽ có hiệu lực. Nhưng một thách thức lớn đã thường trực lâu nay, đó là tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu sẽ tiếp tục gây ra những thiệt hại cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Và nói đến câu chuyện này thì chương trình Góc nhìn của chúng tôi ngày hôm nay muốn đi sâu phân tích về chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam. Vấn đề được coi là chìa khóa để giúp Việt Nam có thể tăng trưởng kinh tế dựa trên sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, hướng đến sự phát triển bền vững. Và chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay một chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững. Ông hiện là trợ lý giám đốc quốc gia của Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đào Xuân Lai. Cảm ơn Đào Xuân Lai đã tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng biến đổi khí hậu, cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang đe dọa môi trường sống của con người và khiến cho các quốc gia phải nghĩ tới việc phát triển bền vững. Không thể đứng ngoài xu thế đó, từ năm 2012, Việt Nam đã xây dựng chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược có 3 mục tiêu cụ thể, đó là tái cấu trúc kinh tế theo hướng xanh hóa, khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, và xây dựng lối sống thân thiện với môi trường. Một số chỉ tiêu chủ yếu của năm đến năm 2020, đó là giá trị sản phẩm ngành công nghệ cao, công nghệ xanh trong GDP sẽ là 42-45%. Tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường là 80%. Tỷ lệ áp dụng công nghệ sạch là hơn 50%. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ông Đào Xuân Lai thì là một chuyên gia đã có nhiều năm làm việc tại Cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Và chúng tôi được biết là ông cũng đã từng tham gia rất nhiều các hội nghị quốc tế về tăng trưởng xanh, về biến đổi khí hậu. Khái niệm tăng trưởng xanh hay là phát triển bền vững thì có lẽ đã là rất là phổ biến trên thế giới và nhiều quốc gia thì đã theo đuổi mô hình tăng trưởng này. Nhưng Việt Nam chúng ta có thể nói là đến năm 2012, khi mà chính thức có chiến lược tăng trưởng xanh thì chúng ta mới xác định đi theo con đường này. Theo ông thì cái sự chậm trễ sẽ tạo ra những cái khó khăn gì cho Việt Nam khi mà theo đuổi mô hình tăng trưởng xanh ạ? Hiểu một cách đơn giản là tăng trưởng xanh chính là việc phát triển kinh tế hài hòa với bảo vệ môi trường sinh thái. Mà trong đó thì sẽ làm giàu hơn nữa, lợi ích hơn nữa cho hệ sinh thái và môi trường. Và tạo ra cái sự gọi là hỗ trợ lẫn nhau giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Cái hướng tăng trưởng xanh là một xu thế tất yếu. Và chính từ quốc tế họ đã nhận biết được rất rõ, đó là cái mô hình phát triển kinh tế của quốc tế dựa quá nhiều vào cái năng lượng hóa thạch. Đã và đang gây ra nhiều vấn đề về vấn đề môi trường, và cũng như là nó là cái rào cản để có thể tiến xa hơn nữa trong vấn đề phát triển kinh tế. Chính vì vậy cho nên là cái hướng tăng trưởng xanh là tất yếu mà tôi nghĩ là rất phù hợp với Việt Nam. Nếu mà đi sau thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái bất lợi, và tuy nhiên ấy, là chúng ta vẫn có thể có những cái lộ trình đi phù hợp với đất nước của mình để bắt kịp với thế giới. Vâng. Lộ trình đó cụ thể thì sẽ là như thế nào khi mà trong bối cảnh thực tế hiện nay chúng ta vẫn là một quốc gia đang phát triển và nhu cầu phát triển kinh tế, đặc biệt là dựa vào cái khai thác tài nguyên thiên nhiên và phát triển công nghiệp vẫn là rất lớn? Cái nhu cầu về phát triển kinh tế, phát triển xã hội, và trong đó thì chúng ta cũng biết rất rõ là vẫn còn một cái tỷ lệ người nghèo chúng ta phải giải quyết, thì những mục tiêu phát triển đó chúng ta cần phải giải quyết như là một ưu tiên. Một cái thông tin điển hình đó là Việt Nam đã bắt đầu phải nhập than để mà sản xuất điện. Thế thì chúng ta sẽ phải nhập, và chúng ta sẽ không có sẵn như là trước đây chúng ta chỉ phải khai thác lên để chúng ta phát triển. Thế thì rõ ràng là đó là những điều kiện mà chúng ta cần phải chuyển đổi. Nó cũng là cái điều kiện bắt buộc cũng như là cái xu hướng tất yếu. Chứ cũng không phải là chúng ta đánh đổi. Mà chúng ta phải có cân nhắc theo cái hướng đi của mình làm sao cho phù hợp nhất.
Vâng thưa quý vị, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng gia tăng giá trị, giảm đầu vào, giảm thiểu sử dụng tài nguyên là hướng đổi mới của cả nền kinh tế Việt Nam. Hiện thực hóa chính sách đó thì chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, nói không với những dự án công nghiệp mà hệ lụy của nó là ô nhiễm môi trường sinh thái, tàn phá tài nguyên thiên nhiên và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Thủ tướng Chính phủ thì đã nhiều lần truyền đi thông điệp khẳng định đó là Việt Nam sẽ không phát triển kinh tế bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường để lấy dự án. Ninh Thuận, Bình Thuận là hai địa phương ghi dấu những bước tiến đầu tiên phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Theo các kết quả khảo sát, chỉ tính riêng ở các tỉnh này có thể xây dựng nhiều trang trại gió với tổng công suất lên đến 9.500 MW, gấp 4 lần công suất nhà máy thủy điện Sơn La. Với những lợi thế đó, hai tỉnh cũng đang được tạo nhiều điều kiện để thu hút các nhà đầu tư. Tốc độ về gió trung bình là 7,5 m/s. Đây là một cái tốc độ lý tưởng nhất trong cái phát triển điện gió của không phải riêng Việt Nam mà cả thế giới. Và hiện nay chúng tôi có 3 cái dự án với 25.000 tỷ là đã đăng ký dự án đầu tư và 3 cái dự án đã khởi công. Để phát triển mạng lưới sản xuất năng lượng tái tạo rộng lớn hơn, tài chính đang là một vấn đề khó khăn cho chính phủ hiện nay. Theo các chuyên gia, với lĩnh vực vốn dĩ có chi phí đầu tư cao, kèm theo nhiều rủi ro do phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, không còn cách nào khác là đưa ra các ưu đãi hấp dẫn để huy động tối đa các nguồn lực đầu tư. Thách thức lúc này lại không phải là dài hạn, mà là trong ngắn hạn phải huy động được tài chính, có thể từ chính phủ, từ tư nhân, cả trong nước và quốc tế. Tôi gọi đây là khung chính sách thông minh, tức là phải nói rõ những rủi ro của dự án năng lượng tái tạo, nhưng có cơ chế thỏa đáng và ưu đãi để đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư phát triển thị trường điện năng. Để giảm chi phí cho đầu tư, Việt Nam sẽ cần điều chỉnh các khoản thuế, cụ thể là ngành công nghiệp nào sử dụng nhiều năng lượng thì cần chịu mức chi phí phù hợp. Các khoản thu đó chính là nguồn tài chính để tái đầu tư và sản xuất năng lượng tái tạo. Để hấp dẫn các nhà đầu tư, các dự án phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo sắp tới đây sẽ được chính phủ ưu đãi miễn thuế nhập khẩu và miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuế đất. Tuy nhiên, với các chuyên gia, có thực sự thu hút hay không, quan trọng vẫn phải cho các nhà đầu tư thấy được lợi ích thực sự khi tham gia vào dự án. Qua phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi thì có thể thấy chính phủ đã khẳng định quyết tâm là Việt Nam thì sẽ chú trọng đến những cái giá trị về môi trường chứ không phát triển kinh tế bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường để lấy các cái dự án phát triển công nghiệp. Tuy nhiên thì cái bài toán giữa một bên là lợi ích kinh tế và một bên là lợi ích về môi trường thì vẫn luôn là một bài toán khó. Ông có chia sẻ gì về vấn đề này ạ? Bản thân tôi cũng như là chương trình phát triển Liên Hợp Quốc ở UNDP ở Việt Nam, chúng tôi đánh giá rất là cao cái nhận định cũng như là cái định hướng của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ Việt Nam. Vấn đề môi trường ấy, thì chúng ta cũng xem xét ở cái góc độ một cách tổng thể hơn. Có những cái dự án hay là có những cái ngành công nghiệp mà chúng ta có thể tránh được thì hay là chúng ta cần thúc đẩy những cái ngành công nghiệp mà nó ít phát thải hơn. Một trong những ví dụ điển hình đó là vấn đề sản xuất phân ure ở Việt Nam chẳng hạn. Thì rõ ràng là chúng ta biết là các nước G7 thì họ không còn xây dựng cũng như là tiếp tục phát triển cái ngành công nghiệp đó. Mà công nghiệp đó thì cái mức ô nhiễm phát thải thì một trong những nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra đó là trong 300 các cái nhà máy sản xuất phân hóa chất của Việt Nam thì trong đấy có một số rất ít là sản xuất đạm. Thì có hai nhà máy điển hình nhất mà chúng ta biết đến gần đây đó là phân đạm Ninh Bình và phân đạm Hà Bắc. Thì hai cái nhà máy này nếu như mà vận hành toàn phần, cái tổng phát thải của hai nhà máy này chiếm hơn 80% tổng phát thải của cả cái ngành phân bón hóa chất. Chúng tôi được biết là UNDP hay là các cái cơ quan của Liên Hợp Quốc thì có rất nhiều các cái dự án triển khai ở các địa phương trong nhiều năm vừa rồi để hỗ trợ Việt Nam và hướng tới cái phát triển bền vững rồi giảm thiểu những cái tác động ô nhiễm môi trường. Thông qua những cái dự án đó thì chúng ta học hỏi được kinh nghiệm gì? Hay là chúng ta sẽ tranh thủ được cái nguồn vốn, những cái kinh nghiệm như thế nào? Hiện nay chúng tôi đang làm với Bộ Khoa Công nghệ và Bộ Xây dựng đó là thúc đẩy cái vấn đề sản xuất gạch không nung chẳng hạn. Thì rõ ràng là đây là cũng là xu hướng tất yếu. Mà như hiện nay thì chúng ta cái thói quen tiêu dùng vẫn còn dùng rất nhiều gạch nung
Mà gạch nung thì chúng ta mất rất nhiều đất nông nghiệp để sử dụng cho nó, và chúng ta sử dụng rất nhiều than để nung nó lên để trở thành gạch. Thế thì công nghệ gạch không nung ấy, chúng ta có thể sử dụng những cái tro hay là những cái chất thải mà chúng ta dùng máy thủy lực chúng ta ép, thì chúng ta không mất nhiệt gì cả. Và như vậy thì nó rất thân thiện với môi trường. Thì những cái ví dụ như thế là hoàn toàn khả thi. Mức đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định, gọi tắt là INDC, là một thỏa thuận toàn cầu khí hậu mới, yêu cầu các quốc gia đưa ra cam kết cụ thể, giảm phát thải khí nhà kính. Dù là nước đang phát triển, không có nghĩa vụ cắt giảm, nhưng trong báo cáo INDC, Việt Nam đã tự nguyện giảm 8% cường độ phát thải khí nhà kính đến năm 2020. Báo cáo INDC của Việt Nam đã chứng tỏ Việt Nam có một cam kết chính trị mạnh mẽ trong vấn đề giảm khí phát thải nhà kính. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, Việt Nam cần sớm hiện thực hóa báo cáo này bằng những hành động cụ thể. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2010, mức phát thải khí nhà kính của Việt Nam khoảng 247 triệu tấn CO2 và dự kiến đến năm 2030 sẽ tăng lên khoảng 787 triệu tấn CO2. Trong đó, lĩnh vực năng lượng phát thải khí nhà kính nhiều nhất với hơn 53% tổng lượng phát thải. Tiếp theo là nông nghiệp với hơn 30%. Trong lĩnh vực năng lượng thì cần phải thực hiện tăng cường các cái biện pháp và các cái phương án về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính định lượng thông qua cái việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và ứng dụng các năng lượng tái tạo. Trong lâm nghiệp thay đổi sử dụng đất thì cũng sẽ có những cái hoạt động về tăng cường cái việc mà trồng rừng, bảo vệ rừng rồi tái sinh rừng tự nhiên. Theo kịch bản quốc gia về biến đổi khí hậu, việc gia tăng lượng phát thải qua từng năm cùng với diễn biến bất thường của khí hậu, đến năm 2100, nhiệt độ trái đất sẽ tiếp tục tăng 2 đến 4 độ C. Mực nước biển dâng thêm 100 cm, dẫn đến nguy cơ ngập lụt 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và đe dọa trực tiếp hơn 20 triệu người dân Việt Nam. Nói đến câu chuyện về gạch không nung thì chúng tôi cũng nhận thấy đó là đang có sự chuyển đổi trong cái mô hình sản xuất. Bây giờ thì rất nhiều các địa phương đang khuyến khích và cũng là ưu tiên đầu tư cho những cái dự án sản xuất công nghiệp, rồi rất nhiều các cái nhà máy công nghiệp cũng đang đầu tư cho cái xử lý về khí thải hay là chất thải. Bởi vì là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng trong cái việc mà bảo vệ môi trường đó là phải giảm phát thải khí nhà kính. Việt Nam thì đã có những cái cam kết rất là cụ thể. Mặc dù chúng ta vẫn là nước đang phát triển, chúng ta chưa bắt buộc là phải có trách nhiệm là cắt giảm, nhưng mà chúng ta lại tự nguyện cam kết là sẽ cắt giảm đến 80% lượng khí thải cho đến năm 2020. Ông nghĩ sao về cái mức độ cam kết của Việt Nam, đặc biệt là trong cái vấn đề là giảm phát thải khí nhà kính? Là chúng ta giảm cam kết là giảm cường độ. Chứ còn trong cái vấn đề phát triển thì chúng ta vẫn tiếp tục phát triển và cái tổng lượng khí phát thải của Việt Nam vẫn tăng. Nhưng mà chúng ta cam kết là chúng ta giảm cái cường độ của nó. Tức là chúng ta tính toán trên cái cơ sở là tổng phát thải và chúng ta sẽ giảm một cái tỷ lệ nhất định. Cam kết bao gồm có Việt Nam, cam kết trong cái khung khổ mà Công ước Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Thì các cái cam kết hiện nay sẽ dẫn đến cái việc cái nhiệt độ bình quân của toàn cầu tăng lên trên 3 độ C. Và như vậy nó sẽ gây ra các thảm họa rất lớn. Thế thì tuy nhiên cũng có những cái tin mừng, đó là hiện nay quốc tế thì đang xây dựng những lộ trình mà sẽ tăng dần cái cam kết đó. Có nghĩa là Việt Nam, cái cam kết của Việt Nam cũng sẽ tăng lên, chứ không chỉ có dừng ở con số đó. Thế thì cái việc mà cam kết đó ấy, thì là phù hợp, và chúng ta sẽ phải xác định cái định hướng. Và đặc biệt có thể nói ví dụ điển hình nhất là trong vấn đề năng lượng. Mà trong năng lượng thì Việt Nam hiện nay vẫn đang sử dụng quá nhiều năng lượng hóa thạch và vẫn đang tiếp tục phát triển điện than. Thì Việt Nam đang ở cái thời điểm như bạn nói là lựa chọn rất là quan trọng. Mà về tổng năng lượng tái tạo ở Việt Nam, cái tiềm năng rất là lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể chuyển một phần rất lớn sang cái hướng đó. Và như vậy chúng ta vừa đạt được mục tiêu phát triển, vừa đạt được cái cam kết của toàn cầu. Sử dụng năng lượng sạch hay là năng lượng tái tạo thì lợi ích đem lại là rất lớn. Tại sao mà hiểu rõ về lợi ích như vậy, nhưng mà thực tế hiện nay ở Việt Nam thì cái số lượng các dự án cũng như là mức độ sử dụng năng lượng tái tạo vẫn còn rất hạn chế? Cũng có một tin mừng là Việt Nam ở cái COP 22 vừa rồi ở bên Marrakech,
thì Việt Nam cũng tham dự cùng với hơn 40 nước gọi là chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, đưa ra một thông điệp là mong muốn chuyển đổi sang 100% năng lượng tái tạo. 100%? 100% năng lượng tái tạo, với điều kiện là có hỗ trợ của quốc tế. Thì cái thông điệp đó nó sẽ cần nhiều cái sự chuyển mình. Tuy nhiên là cái thông điệp đó rất là quan trọng, mà Việt Nam tôi nghĩ là hoàn toàn có thể khả năng theo đuổi con đường như vậy. Năng lượng tái tạo ở Việt Nam ấy, đến hiện nay thì mới có hai cái cơ chế cho cái năng lượng sinh khối và năng lượng gió. Một số các rào cản lớn, trong đấy có vấn đề giá và vấn đề rủi ro cho đầu tư. Rõ ràng là chúng tôi cũng tiếp xúc với rất nhiều các tập đoàn trong nước cũng như nước ngoài, đặc biệt là các vốn nước ngoài. Họ chỉ đang chờ những cái chính sách và đang chờ các cái lộ trình về giá và đặc biệt là giảm cái rủi ro đầu tư cho họ. Bởi vì là họ sẵn sàng đầu tư, tuy nhiên là môi trường đầu tư và cái mức độ rủi ro thì họ phải có được cái độ cam kết giảm rủi ro tối thiểu thì họ mới đầu tư được. Vì là những ngành công nghiệp xanh như thế này thông thường đòi hỏi cái đầu tư rất lớn ban đầu. Hơn nữa là cái thời gian hoàn vốn khá dài. Chính vì vậy cho nên họ cần cam kết chặt chẽ hơn của chính phủ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc cam kết giảm phát thải khí nhà kính thì Việt Nam từ nhiều năm qua cũng đã định hướng sẽ thúc đẩy sản xuất sử dụng năng lượng sạch hay là năng lượng tái tạo. Tỷ trọng của thủy điện trong ngành năng lượng thì hiện nay vẫn còn rất lớn. Nhưng gần đây thì ở Việt Nam chúng ta cũng thấy các dự án điện gió hay là điện mặt trời ngày càng phát triển và có sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng quốc tế. Tiềm năng của nguồn năng lượng tái tạo của Việt Nam trên thực tế là rất dồi dào. Điều cần thiết lúc này đó là cần có một định hướng phát triển và một chính sách để thu hút các nhà đầu tư hiệu quả hơn. Đầu tháng 4 năm 2014, hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra tại 4 tỉnh ven biển miền Trung, gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Với những diễn biến và hậu quả to lớn, đây là sự cố môi trường nghiêm trọng chưa từng có trong lịch sử. Hậu quả vụ việc có lẽ không chỉ dừng lại ở số hải sản chết đã được thống kê. Hàng trăm người dân mất kế sinh nhai, mà phải mất rất nhiều thời gian nữa mới có thể lường hết được các tác động của vụ việc tới môi trường và cuộc sống người dân Việt Nam. Hơn 2 tháng, cả hệ thống chính trị và cuộc truy tìm nguyên nhân đã hủy diệt hệ sinh thái một vùng đáy biển. Thủ phạm được chỉ ra là chất thải của công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép hương nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Lãnh đạo công ty này đã cúi đầu xin lỗi nhân dân Việt Nam và cam kết bồi thường thiệt hại 500 triệu đô la Mỹ. Đây là bài học cho các doanh nghiệp trong tuân thủ pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật về môi trường. Tuy vậy, sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh trong vấn đề thu hút đầu tư và quản lý môi trường tại Việt Nam. Không thu hút đầu tư bằng mọi giá, chú trọng tiêu chí môi trường trong lựa chọn dự án đầu tư, kiên quyết không vì tăng trưởng kinh tế mà đổi môi trường. Để tôi nhấn mạnh lại, không cho phép đầu tư dự án các loại hình sản xuất ô nhiễm môi trường, công nghệ sản xuất lạc hậu. Chính phủ coi đây là nhiệm vụ cần tập trung, cần ưu tiên trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ở đâu xảy ra môi trường ô nhiễm nặng, đồng ủy ban dân ở đó, chủ tịch ở đó phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước chính phủ. Có thể thấy thông điệp của người đứng đầu chính phủ là rất mạnh mẽ và quyết liệt. Đó cũng là định hướng cho việc thu hút đầu tư và bảo vệ môi trường của Việt Nam trong thời gian tới. Phải thừa nhận rằng, hội nhập cùng với làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài đã mang lại động lực lớn cho tăng trưởng kinh tế thời gian qua. Tuy nhiên, rủi ro hay những hệ lụy về môi trường mà nó mang lại là điều không thể phủ nhận. Bài học thì đã có và đã đến lúc chúng ta cần sự thay đổi mạnh mẽ và thực sự, nếu không, sự trả giá sẽ là không hề nhỏ. Vâng, trở lại về cái câu chuyện là về đầu tư vào ngành năng lượng và đặc biệt là đầu tư cho những cái dự án về năng lượng sạch hay là năng lượng tái tạo. Rất nhiều ý kiến cho rằng là hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta chưa thực sự có một cái được gọi là thị trường điện năng. Ông nghĩ sao về cái vấn đề này và ông có thể chia sẻ thêm về cái mức độ tham gia của các cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân trong cái lĩnh vực này là như thế nào? Như tôi vừa trao đổi thì hiện nay đúng là chưa hình thành cái thị trường này. Bởi vì là chúng ta mới chỉ có chính sách giá cho điện gió và cho điện sinh khối. Chúng ta sẽ phải cần có một cái chính sách giá đầy đủ. Có một cái ví dụ điển hình mà các quý vị có thể đã biết, đó là
chương trình Liên Hợp Quốc ở Việt Nam thì có xây dựng một cái tòa nhà xanh ở 304 Kim Mã. Thì khi cách đây khoảng 2-3 năm thì khi chúng tôi đưa cái hệ thống điện mặt trời lên mái và chúng tôi lắp đặt thì sau đấy thì gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề vận hành. Bởi vì là về vận hành ấy, thì một là chúng tôi phải được nối vào lưới, thế nhưng lại chưa có chính sách để nối lưới. Thế và nếu như không nối lưới được thì chúng tôi sẽ phải mua pin dự phòng, bởi vì trong những cái ngày hay là trong những cái giờ mà không có nhân viên làm việc thì sẽ thừa điện, và thừa điện thì phải có cái chỗ để lưu trữ hoặc là phải nối vào lưới. Thế thì cũng rất mừng là Bộ Công Thương cũng giúp chúng tôi để làm việc với cả Điện lực Hà Nội, và cuối cùng thì chúng tôi được đấu vào lưới, nhưng mà là miễn phí, mặc dù là chúng tôi sản xuất ra rất nhiều điện và cho EVN, nhưng mà chúng tôi không thu được đồng nào cả, bởi vì về nguyên tắc thì như thế là rõ ràng thị trường là nó chưa cân đối. Đấy là tuy nhiên là về Liên Hợp Quốc thì chúng tôi không có nhu cầu là lấy tiền, nhưng nếu là nhà người đầu tư thì đương nhiên là phải có chính sách giá, người ta phải nối được vào thì người ta thu được lợi thì người ta mới đầu tư. Thế thì rõ ràng là về yếu tố chính sách là chúng ta cần phải thực hiện. Cũng có rất nhiều các bình luận lo ngại về vấn đề là nâng giá thì như thế nào sẽ tác động với người nghèo. Thì chúng ta hoàn toàn có thể có chính sách được. Về cái khía cạnh này thì Việt Nam cũng đã áp dụng những cái công cụ để mà những người nghèo thu nhập thấp sử dụng ít điện thì họ có thể không phải trả cái tiền điện. Thì chúng ta hoàn toàn có thể có các chính sách. Nhưng mà sẽ công bằng hơn nếu như mà các doanh nghiệp mà họ sản xuất, họ phát triển, họ có lãi thì đương nhiên họ phải trả giá điện tăng lên. Cho nên nếu chúng ta có lộ trình mà có phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề phát triển năng lượng tái tạo hoàn toàn khả thi. Nói đi nói lại thì cũng phải nhắc đến cái khó khăn đầu tiên khi mà đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo luôn luôn là cái nguồn vốn, cái kinh phí rất là lớn. Vâng, thưa quý vị, cùng với những nguồn lực và các nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ thì ngành năng lượng tái tạo là một trong những lĩnh vực thu hút sự quan tâm rất lớn của đội ngũ trí thức kiều bào. Nhận thấy hiệu quả và giá trị to lớn từ năng lượng sạch, nhiều chuyên gia kiều bào đã về nước trực tiếp đầu tư và phát triển nguồn năng lượng tái tạo ở các địa phương, giúp cải thiện đời sống cho người dân, nhất là ở những vùng biên giới hải đảo. Chăm chút cho những món quà ngay từ trên tàu, giữa biển khơi sóng nước, cho tới lúc lên đảo. Những thiết bị và các nhu yếu phẩm lần này được đoàn kiều bào Hàn Quốc mang ra Trường Sa phân bổ, lắp đặt tại 6 điểm đảo. Có thêm nước ngọt mỗi ngày, có rau xanh ngay cả khi biển động, dông bão, có điện thắp sáng phục vụ sinh hoạt. Những điều tưởng chừng bình dị ấy nhưng lại vô cùng quý giá giữa biển khơi. Chúng tôi đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc mang về tặng các cán bộ chiến sĩ ở đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa gồm có 3 hệ thống máy phát điện năng lượng mặt trời, 3 máy hút ẩm độ ẩm không khí thành nước ngọt. Đây là những thành tựu khoa công nghệ mới và chưa từng được áp dụng tại Việt Nam, và có 3 dàn rau thủy canh hồi lưu để tiết kiệm nước, và cùng có 6 dàn rau đất để tặng cho các cán bộ chiến sĩ. Áp dụng khoa học công nghệ phát triển năng lượng sạch với sự đóng góp của nguồn lực kiều bào là hướng đi đang được chính phủ áp dụng. Ý tưởng này cũng đã được nhiều kiều bào hưởng ứng và hiến kế. Nhiều dự án đang và sẽ tích cực được triển khai. Trong phát triển bền vững thì nó có 3 yếu tố chính. Thứ nhất là trong đô thị bền vững thì nó cần có là hướng đến một cái đô thị đáng sống. Đáng sống thì theo tôi là đáng sống cho tất cả mọi người, hướng đến là với việc ưu tiên những cái hệ thống hạ tầng xã hội, công viên, cây xanh, trường học, y tế cho tất cả mọi người đều cùng hưởng. Điểm thứ hai là đô thị bền vững là ứng dụng những cái công nghệ thông minh, phát triển hướng đến đô thị thông minh. Và điểm thứ ba là làm sao mà cải tổ hành chính để cho thủ tục hành chính nó nhanh hơn và các sở ban ngành phối hợp nhau tốt. Giá trị sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam vẫn đang ở cái dạng rất thấp. Rất thấp đó không phải vì mình không có công nghệ, mà vì chưa ứng dụng hết những cái quy trình tạo ra bởi công nghệ để cái giá trị đó được nâng lên. Vậy thì chúng ta làm cái gì để có thể nâng cao cái giá trị đó? Thì cần phải ứng dụng công nghệ. Công nghệ đó là gì? Công nghệ đó là công nghệ vaccine, công nghệ đó là công nghệ ứng dụng các cái chuỗi nuôi trồng làm sao nó sạch, nó an toàn, và làm sao chất lượng đó được bảo đảm cho đến tay người tiêu dùng. Việt Nam có lợi thế là một trong những nước nhiệt đới được phân bổ nhiều ánh nắng mặt trời, có bờ biển dài trên 3.000 km với nguồn năng lượng sóng biển lớn, đồng thời lượng gió tại nhiều vùng miền cũng rất dồi dào. Theo các trí thức Việt Kiều, đây chính là yếu tố để Việt Nam trở thành một cường quốc trong công nghệ năng lượng sạch.
Vâng, thưa ông Đào Xuân Lai, qua phóng sự mà chúng ta theo dõi thì có thể thấy là rất nhiều kiều bào đã sẵn sàng về nước tham gia, không những đầu tư đâu mà họ còn sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phương để xây dựng những cái dự án điện gió hay là điện mặt trời. Có thể ban đầu nó sẽ là quy mô nhỏ thôi, nhưng nó là những cái tín hiệu rất tích cực và cho thấy cái mong muốn đầu tư vào cái lĩnh vực này. Thì kiều bào thì cũng như là các nhà đầu tư nước ngoài, họ sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam và trở về đất nước, đầu tư cho đất nước. Thế thì chúng ta cũng biết rất rõ là hàng năm có khá nhiều các cái ngoại hối, có thể nói là hàng tỷ đô chảy về Việt Nam. Thế thì đây rõ ràng là một nguồn lực hết sức là quan trọng. Thế thì nếu chúng ta thu hút được thì tôi nghĩ là đây cũng là những điều mà chính phủ Việt Nam nên xem xét và khuyến khích họ đầu tư vào. Thì kiều bào không chỉ có kinh phí, mà chúng tôi cũng biết có rất nhiều các nhà khoa học ở trên nhiều nước trên thế giới, họ cũng có kiến thức khoa học, có khoa học công nghệ, hiểu biết, và họ cũng có thể đóng góp vào vấn đề phát triển các công nghệ phụ trợ ở Việt Nam nữa. Bởi vì chỉ không chỉ là có phát triển năng lượng, nhưng các cái công nghệ phụ trợ cho nó, sản xuất pin mặt trời hay sản xuất các cái tấm pin mặt trời và công nghệ phát triển như vậy, cũng như là họ có các cái gắn bó với từng địa phương nơi sinh ra và lớn lên của mình, thì tôi nghĩ rằng họ sẵn sàng dốc tâm huyết vào để giúp Việt Nam. Thông qua những cái cam kết về nỗ lực cắt giảm khí thải nhà kính, ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu, thì có lẽ Việt Nam cũng thêm một lần nữa thể hiện được cái vai trò cũng như là cái cam kết của mình đối với cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẽ có thể tranh thủ được những cái gì từ chính những cam kết của mình để tăng cường hợp tác quốc tế và đưa lại những cái kinh nghiệm, những cái lợi ích cho chính Việt Nam trong cái chiến lược tăng trưởng xanh ạ? Việt Nam có thể nói là cũng đi rất nhanh trong các cái vấn đề mà tích hợp vào cái nền kinh tế toàn cầu, và rõ ràng là tiếng nói của Việt Nam có trọng lượng hơn và chúng ta tích cực hơn trong các cái đàm phán quốc tế. Thì trong vấn đề biến đổi khí hậu hay là tăng trưởng xanh thì chúng ta cũng đưa ra các cái chiến lược cũng như là cam kết rất là nhanh và rất là mạnh. Điển hình đó là chúng ta đưa ra chiến lược tăng trưởng xanh 2014, đưa ra các cái chỉ tiêu giảm phát thải. Và đặc biệt là năm 2016 cũng ghi nhận cái việc là Việt Nam thông qua cái phê chuẩn cái thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và đưa ra các cái chỉ tiêu rất là rõ ràng. Thế thì những cái thông điệp đó là hết sức quan trọng để mà tranh thủ các nguồn lực quốc tế. Thì như chúng ta đã biết là trong cái khung khổ của biến đổi khí hậu thì là các nước phát triển có cam kết là sẽ huy động nguồn lực đến 100 tỷ đô và nhiều hơn nữa trong giai đoạn tới từ 2023 trở đi. Và hiện nay thì trước mắt là Việt Nam cũng như các nước khác đã tranh thủ được những cái nguồn lực của Quỹ Khí Hậu Xanh. Quỹ Khí Hậu. Đấy. Thì cái Quỹ Khí Hậu Xanh hiện nay đã có khoảng hơn 10 tỷ đô và Việt Nam thì cũng đã thành công trong cái việc huy động một cái dự án 29,5 triệu đô thông qua chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP được phê duyệt giữa 2016. Với cái đà như hiện nay cũng như là kinh nghiệm thực hiện dự án, các cái dự án cơ chế phát triển sạch CDM mà chúng ta nói đến, thì Việt Nam hoàn toàn có thể tranh thủ và tốt hơn nữa. Rõ ràng là trong cái khung khổ đó thì các nước họ cũng rất muốn chuyển giao công nghệ và chuyển giao công nghệ với cái giá thấp hơn. Và đặc biệt là có thể nói là như là điện gió. Hiện nay thì ở Đức chẳng hạn, họ đã phát triển đến cái mức gọi là họ cần phải dừng phát triển. Thì cái công nghệ nó rất là sẵn có và bây giờ cái giá của phát triển điện gió nó trở nên rất là thấp. Và họ rất là sẵn sàng vào Việt Nam. Thế thì vấn đề là chúng ta tạo cái môi trường làm sao cho nó tốt, vừa tranh thủ được chuyển giao công nghệ, vừa tranh thủ được đầu tư, đảm bảo an ninh năng lượng và đảm bảo cho phát triển xã hội về mặt lâu dài. Vâng, rất cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong một hội thảo về tăng trưởng xanh diễn ra vào đầu tháng 1 này thì các chuyên gia đã ước tính là Việt Nam sẽ cần đến 30 tỷ đô la Mỹ để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh vào năm 2020. Và trong đó thì kỳ vọng là 70% số vốn này thì sẽ được huy động từ khu vực ngoài nhà nước. Nói như vậy để thấy là sự chuyển hướng sang tăng trưởng xanh sẽ đòi hỏi không chỉ là thời gian mà quan trọng nhất vẫn là phải có một nguồn lực đáng kể. Cùng với đó là ý thức trách nhiệm của mỗi một người dân, đó là sự chủ động tham gia của cộng đồng để tạo nên tăng trưởng bền vững, tạo nên một nền tảng bền vững cho tăng trưởng xanh.
Những kết quả thiết thực bước đầu đã cho thấy chính sách tăng trưởng xanh của Việt Nam là khả thi, đem lại hy vọng về một động lực tăng trưởng mới cho quốc gia, cũng như mở ra nhiều cơ hội hơn trong hợp tác đầu tư và thương mại quốc tế. Một lần nữa thì rất cảm ơn ông Đào Xuân Lai đã tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay và có những bình luận chia sẻ rất là sâu sắc ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình Góc nhìn của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Quý vị khán giả có thể theo dõi lại chương trình trên website và trang YouTube chính thức của Ban Chuyển đối ngoại VTV4 Đài truyền Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.